khán giả, nhiều người bỗng dưng nổi những sợi gân xanh chằng chịt ở chân. Ban đầu nó có thể mờ và nhỏ, nhưng ngày càng hiện rõ và to dần. Điều này không chỉ khiến cơ thể mất đi vẻ thẩm mỹ, mà những đường gân xanh này còn có thể báo hiệu những bệnh lý về mạch máu ở chân. Vậy những đường gân xanh này báo hiệu bệnh gì và làm sao để điều trị? Thì hôm nay chương trình Alo Bác sĩ ơi của Báo Đồng Nai sẽ có buổi trao đổi trực tiếp với Thạc sĩ bác sĩ Đỗ Trung Dũng, chuyên khoa phẫu thuật tim mạch lồng ngực Bệnh viện Đại học Y Dược Sinmat. Xin chào bác sĩ. Chào MC Thúy Hà, chào khán giả của Báo Đồng Nai. Vậy cụ thể căn bệnh này như thế nào? Mời quý vị theo dõi phóng sự ngắn sau đây để hiểu rõ hơn. Sau gần 10 năm làm công nhân chuyên về lạ ủi, phải đứng từ 8 đến 12 tiếng mỗi ngày, chị Sâm đã phải xin nghỉ làm. Nguyên nhân là hai bàn chân thường xuyên nhức mỏi, chuột rút về đêm. Chị thường xuyên bị mất ngủ vì đau nhức. Vì chịu không nổi, chị đã phải cầu cứu bác sĩ. Gân xanh nhưng mà nổi nhỏ thôi. Nhưng mà thực sự là rất là đau. Cho nên là vào đây bác sĩ siêu âm là mới phát hiện ra. Chứ nó không nổi ngoằn nghèo như người ta mà nổi cục lên. Chưa đến mức đó, nhưng mà do là cái mạch của chị nó bé, nó bị chìm. Khi vào đấy khám thì mới biết được. Khoa y học cổ truyền Bệnh viện Đồng Nai 2, lượng bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch bằng y học cổ truyền, tập vật lý trị liệu khá đông. Nhất là những người lớn tuổi ngại uống nhiều loại thuốc tân dược. Cũng như y học hiện đại, sau khi làm các chẩn đoán hình ảnh như siêu âm mạch máu, chụp cộng hưởng từ, bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ điều trị phù hợp cho từng bệnh nhân. Người bệnh có thể chọn phương pháp điều trị không dùng thuốc như xoa bóp, bấm huyệt, cấy chỉ, châm cứu và điện châm không dùng kim. Tất cả chỉ một mục đích là giúp bệnh nhân thoải mái và hết bệnh. Nó tê mà ngồi nó cũng tê nữa, tê dữ lắm, nó rồi đó. Và nó buốt dữ lắm. Xong rồi từ hồi mà lên đây nè, cái là đi cũng được luôn đó. Xong rồi ngồi cũng không được luôn á, mà đi rất lên tới nay là nó hết tê rồi. Mà nó chỉ còn đau ít với cuộc sống thôi. Chứ nó đỡ nhiều lắm. Đỡ hết, nó phải 80-90% rồi á. Theo thống kê của ngành y tế, thì cứ khoảng 3 người ở tuổi trưởng thành sẽ có một người mắc bệnh ở những mức độ khác nhau. Nhẹ thì chỉ tê chân, nặng hơn là các sợi gân nổi như mạng nhện, ngoằn nghèo, phù chân, và nặng hơn nữa là biến đổi màu sắc chân hoặc loét ở chân. Cảm giác đau tê chuột rút là nỗi ám ảnh của nhiều người. Thậm chí nặng hơn còn tạo ra khuyết khối tĩnh mạch sâu, gây thuyên tắc phổi và có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Thưa bác Dũng, thì em thấy có rất là nhiều người có cái tình trạng là nổi gân xanh chằng chịt ở chân. Không biết là tại sao lại xuất hiện cái tình trạng này thưa bác? Mình phải giải thích ban đầu ấy, cái từ gân mà dân gian hay nhắc tới ở đây ấy, là cái tĩnh mạch ở chân. Thì thông thường thì ai cũng có những cái tĩnh mạch ở chân hết. Đó là cái hệ thống giúp dẫn chuyển những cái máu mà đã qua trao đổi oxy để đi ngược về tim. Tuy nhiên những cái tình trạng mà nổi chằng chịt thì nó có thể là biểu hiện của bệnh suy giãn tĩnh mạch. Dạ, vậy những ai thì sẽ dễ mắc cái tình trạng này và bệnh có phân biệt nghề nghiệp, tuổi tác hay giới tính hay không thưa bác? Bệnh này cũng có nguy hiểm không? Nhất là khi những đường gân nổi ngày càng lớn và dày đặc như mình đã đề cập ở trên. Cái bệnh suy giãn tĩnh mạch chi dưới ấy, là cái bệnh ngày càng được quan tâm hiện nay. Cái tần suất mắc bệnh trong dân số cũng tương đối là cao. Theo một số thống kê tại các cái nước phương Tây cũng như tại Việt Nam ấy, thì tỷ lệ mắc bệnh suy giãn tĩnh mạch có tới khoảng tới 30% dân số là có biểu hiện của bệnh suy giãn tĩnh mạch ở các mức độ khác nhau. Thông thường thì bệnh sẽ liên quan đến tuổi tác, tức là đối với những người mà càng lớn tuổi thì cái nguy cơ mắc bệnh này sẽ càng cao. Thứ hai nữa là bệnh liên quan đến giới tính. Cả nam và nữ đều có thể mắc bệnh suy giãn tĩnh mạch. Tuy nhiên giới nữ thì cái nguy cơ mắc bệnh là cao hơn nam giới. Một số thống kê thì người ta cũng đã tính những cái tỷ lệ mà nữ giới bị bệnh so với nam giới, là có thể là nữ hơn nam giới khoảng 3 lần đến 4 lần. Lý do tại sao lại như vậy? Bởi vì nữ giới thứ nhất là mình liên quan đến chuyện mang thai. Thứ hai là liên quan đến vấn đề nội tiết tố. Thứ ba là liên quan đến các cái khả năng là nữ giới sẽ
ngồi nhiều hoặc là đi lại nhiều. Đó là những cái yếu tố nguy cơ làm tăng cái bệnh suy giãn tĩnh mạch. Bệnh suy giãn tĩnh mạch thì cũng không phải là mọi bệnh nhân đều như nhau. Có những cái bệnh nhân biểu hiện ở mức độ nhẹ, tức là người ta chỉ có tê chân hoặc là đau chân thôi. Tuy nhiên cũng có những người biểu hiện tình trạng nặng hơn, đó là bắt đầu nổi những cái tĩnh mạch dạng mạng nhện ở vùng cẳng chân bàn chân, hoặc là hơn nữa là nổi những cái tĩnh mạch dạng ngoằn ngoèo, trong chuyên ngành gọi là varicose vein, hoặc là hơn nữa là sẽ phù chân. Một số trường hợp thì sẽ làm cho thay đổi màu sắc, thì biến đôi chân, nhất là ở nữ giới, từ một đôi chân trắng trẻo hồng hào biến thành đôi chân có màu sạm đen, và đặc biệt là một số trường hợp có thể làm cho loét chân. Nên là cái bệnh này cũng có rất nhiều mức độ khác nhau, chứ không giống nhau ở tất cả mọi người. Dạ, vậy trong thực tế mà khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Dược Sinmat của bác á, thì không biết là hầu hết các bệnh nhân đến khám trong cái tình trạng là sớm hay muộn, hay là mức độ nguy hiểm nó ra sao thưa bác? Thì đa phần các cái bệnh nhân mà đang đi khám để điều trị bệnh suy giãn tĩnh mạch thì thông thường họ tới ở cái đoạn mà tương đối là trễ rồi. Tức là nó tới ở giai đoạn từ mức độ thứ 2 trở lên, là khi mà tới khám thì đã có những cái tĩnh mạch nổi ngoan ngoèo ở dưới da. Hoặc là cá biệt là có một số bệnh nhân thì tới thì với cái đôi chân thì nó đã biến đổi màu sắc, biến thành màu sạm đen, hoặc là bị loét chân rồi. Thì cũng có một số bệnh nhân do những cái thông tin truyền thông, người ta đã hiểu hơn về bệnh này, thì người ta đi khám ở những cái giai đoạn mà bệnh còn nhẹ, tức là mới tê chân hoặc là nổi những tĩnh mạch màng nhện. Bệnh tĩnh mạch có nguy hiểm không? Vì bệnh tĩnh mạch sẽ làm cho bệnh nhân giảm chất lượng cuộc sống. Vì bệnh nhân sẽ có cái biểu hiện là đau chân, tê chân, chuột rút. Và một số trường hợp những cái bệnh tĩnh mạch bệnh lý này sẽ là khởi nguồn để gây ra cái huyết khối trong lòng mạch máu. Và các cái huyết khối này nếu mà nó di chuyển lên trên phổi thì nó có thể gây thuyên tắc phổi. Thuyên tắc phổi thì là một trong những cái biến chứng rất là nặng nề trong y khoa. Đối với cái trường hợp mà suy giãn tĩnh mạch mà nặng nề, không được điều trị kịp thời, thì có thể gây loét chân. Đó là một trong những cái tình trạng gây rất suy giảm rất là nhiều đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Và điều trị loét chân cho do suy giãn tĩnh mạch nếu không đúng cách cũng sẽ rất là khó khăn. Đó là những cái nguy hiểm và những cái biến chứng lâu dài của bệnh suy giãn tĩnh mạch. Dạ, vậy những thiết bị mà kỹ thuật mà bác đã cùng đồng nghiệp của mình chữa trị cho bệnh nhân ở bệnh viện mình ra sao thưa bác? Và cái kỹ thuật đó cho cái kết quả ra sao? Thực sự ra thì để cái quan trọng nhất là mình phải chẩn đoán ra bệnh. Thì để chẩn đoán ra cái bệnh suy giãn tĩnh mạch này, ngoài cái chuyện bác sĩ sẽ gặp trực tiếp bệnh nhân để hỏi bệnh, để thăm khám, thì một cái thiết bị quan trọng để giúp mà chẩn đoán ra cái tình trạng bệnh đó là chính là siêu âm. Thì tại Bệnh viện Đại học Y Dược Sinmat thì chúng tôi tiến hành các cái kỹ thuật về siêu mạch máu. Có thể là bác sĩ siêu âm sẽ thực hiện cho bệnh nhân, hoặc là các bác sĩ trực tiếp thăm khám bệnh cho bệnh nhân sẽ thực hiện ngay tại phòng khám. Sau khi mà đã chẩn đoán ra được bệnh cho bệnh nhân rồi và chẩn đoán mức độ bệnh, thì bác sĩ sẽ thảo luận cùng với các bệnh nhân. Thông thường nhất thì chúng ta sẽ ưu tiên các biện pháp là bảo tồn tĩnh mạch, tức là sẽ điều trị bằng các cái biện pháp thay đổi lối sống, đeo vớ y khoa. Tuy nhiên một số cái trường hợp mà tĩnh mạch ở chân nó là nặng rồi thì chúng ta phải tiến hành những cái biện pháp như thế là chích sơ tĩnh mạch, can thiệp triệt đốt tĩnh mạch, hoặc một số trường hợp là phải phẫu thuật loại bỏ tĩnh mạch bệnh lý.
bệnh suy giãn tĩnh mạch ấy, nếu mà các trường hợp mà triệt đốt tĩnh mạch, tức là một cái kỹ thuật ít xâm lấn hiện nay, thì cho kết quả cũng rất là khả quan với cái tỷ lệ thành công tới khoảng 95-98% các cái bệnh nhân tới khám sẽ cải thiện rất là rõ rệt các triệu chứng. Có lẽ khi mắc cái bệnh này thì ngoài về vấn đề sức khỏe thì mọi người còn lo về tính thẩm mỹ. Vậy thì không biết bệnh này có thể chữa dứt điểm được không, và những đường gân xanh có thể biến mất sau khi điều trị như bác đã chia sẻ không ạ? Cơ chế bệnh sinh của bệnh này là do suy các cái van, có thể là suy van tĩnh mạch sâu, suy van tĩnh mạch hiển lớn, hiển bé, hoặc là các cái tĩnh mạch xuyên. Thì đối với các cái trường hợp mà suy van tĩnh mạch hiển lớn hoặc hiển bé thì chúng ta hoàn toàn có thể triệt đốt và loại bỏ những cái vùng tĩnh mạch bị suy van. Đối với các cái tĩnh mạch nông ở dưới da thì sau khi mà triệt đốt tĩnh mạch hiển lớn thì các cái tĩnh mạch nông sẽ dần dần sẽ biến mất, hoặc là một số trường hợp ấy, nếu mà không biến mất và hoặc là bệnh nhân muốn có kết quả cải thiện triệu chứng ngay tức thì hoàn toàn là chúng ta có thể áp dụng biện pháp là chích sơ để làm sơ cái tĩnh mạch, làm teo nhỏ cái tĩnh mạch và giúp cải thiện triệu chứng và cũng giúp tăng cái khả năng thẩm mỹ, tăng tính hiệu quả thẩm mỹ cho bệnh nhân. Thưa bác Dũng, thì gần đây em có nghe nói đến cái loại vớ y khoa dùng để điều trị và phòng ngừa bệnh suy giãn tĩnh mạch, thì không biết loại vớ này có đúng hay không và những ai nên đi loại vớ này thưa bác? Vớ y khoa là một trong các cái biện pháp điều trị tĩnh mạch hiệu quả nhất và đã được thừa nhận bởi các hiệp hội về mạch máu ở trên thế giới. Nên các cái thông tin là các cái bệnh nhân mà có bệnh suy giãn tĩnh mạch cần sử dụng vớ y khoa cũng là một cái thông tin quan trọng. Và vớ y khoa sẽ giúp cho chúng ta điều trị không làm cho bệnh tĩnh mạch không tiến triển nặng hơn, hoặc là ngay trong các trường hợp mà đã triệt đốt tĩnh mạch rồi thì vớ y khoa cũng sẽ giúp cho các cái biện pháp điều trị can thiệp của mình được hiệu quả kéo dài hơn. Nên là cái việc tuân thủ, việc chấp hành đeo vớ y khoa cũng là một trong những cái điều quan trọng mà các cái bệnh nhân suy giãn tĩnh mạch cần phải lưu ý để đạt được kết quả tốt trong quá trình điều trị bệnh suy giãn tĩnh mạch. Thưa quý khán giả, như bác sĩ Đỗ Trung Dũng đã chia sẻ thì bệnh suy giãn tĩnh mạch có thể không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng với nhiều trường hợp không được điều trị kịp thời, chân sẽ bị viêm loét, đặc biệt là ở vùng cẳng chân, dễ dẫn đến các biến chứng như hình thành cục máu đông trong lòng mạch máu, có thể lan lên phổi gây thuyên tắc phổi, dẫn đến nguy cơ tử vong. Do đó, khi thấy bắp chân có nhiều tĩnh mạch nổi lên, đau nhức hoặc bị chuột rút không rõ nguyên nhân thì người bệnh nên đi khám để được điều trị kịp thời. Một lần nữa xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Đỗ Trung Dũng, chuyên khoa phẫu thuật tim mạch lồng ngực Bệnh viện Đại học Y Dược Sinmec đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi. Xin cảm ơn Bệnh viện Đại học Y Dược Sinmec đã phối hợp với Báo Đồng Nai thực hiện số phát sóng này. Cảm ơn MC Thúy Hà, xin cảm ơn quý khán giả của Báo Đồng Nai. Xin nhắc lại với quý khán giả, chương trình Alo Bác Sĩ Ơi của Báo Đồng Nai sẽ được phát sóng trên các nền tảng số của Báo Đồng Nai vào lúc 7 giờ sáng thứ ba hàng tuần. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.